Mến chào quý anh chị, lại em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang hàng ngọt ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại khu dân cư của xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nằm trong khu dân cư đông đúc ha. Đây là đi ra đây chợ Long Tân, đây khá là gần quý anh chị. Đi khoảng tầm chưa tới 1 km là đến quý chị ha. Và là khoảng tầm 1 km là tới khu nghiệp Đông Inh nha quý anh chị. Thì hôm nay em có một cái lô đất đây, cách đường nhựa đây khoảng tầm chưa tới 100 m nha. Phía sau lưng cái nhà vườn này nha quý anh chị. Đây, một cái lô đất nằm trong khu dân cư em muốn gửi đến quý anh chị. Ở đây thì khu dân cư đông đúc ha. Đường này là đường 4 m, đường ô tô vào tới nơi nha quý anh chị. Tổng diện tích lô đất của mình là 286 m vuông, chủ đã lên là 100 m thổ cư ha. Bám mặt tiền đường này là 8 m nha quý anh chị. Sâu vào trong là 36 m, góc hai mặt tiền nha, mà giá chỉ có 950 triệu thôi. Quá là rẻ ha. Phía sau nhà vườn này là đến nè. Ở đây cũng khá là yên tĩnh quý anh chị. Đi ra biển Phước Hải khá là gần. Đi khoảng tầm 15 km là đến biển Phước Hải ha. Đi khoảng tầm 20 phút nha quý anh chị. Một cái lô đất góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp. Ở đây đất đỏ Ba Giang ha. Đây người ta trồng mít khá là tốt luôn. Đó, phía trước mình là đường nhựa rồi quý anh chị. Đây khu dân cư san sát hết nha. Đây lô đất mình đây ha. Góc hai mặt tiền nha. Đây. Hai mặt tiền nha quý anh chị. Một mặt tiền bên hông này và một mặt tiền đường này ha. Đây. Bám mặt tiền đây từ cái mí này. Qua ngay cái lưới B40 là 8 m, sâu vào trong là 36 m, phủ hồng toàn bộ, chủ đã lên 100 m thổ cư, xây dựng tự do nha, mà giá chỉ có 950 triệu thôi. Đất của mình là quay về hướng đông nha quý anh chị. Anh chị nào hợp hướng đông nam thì inbox cho em nha. Lô đất cực kỳ đẹp luôn, đây rất là vuông vức luôn nha quý anh chị. Cuối video em sẽ quay cái sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem. Chủ đã bao quanh hết lưới B40 rồi ha. Đất mình liệt cao ráo bằng đường nha. Góc hai mặt tiền nằm trong khu dân cư ha. Hướng này đi vào, trong này có cái biệt thự khá là lớn trong này nha quý anh chị. Đây vị trí mình đứng đây là nhìn ra thấy đường nhựa này. Đi ra chợ Long Tân, đi ra trường học của ủy ban cũng khá là gần nha. Một cái lô đất cực kỳ đẹp cho anh chị làm nhà, xây nhà ở nghỉ dưỡng ha. Em xin nói lại cái diện tích lô đất của mình ha. Tổng diện tích là 286 m². Đó. Bám mặt tiền đường là 8 m, sâu vào trong là 36 m, 100 m thổ cư. Giá chỉ có 950 triệu thôi. Rồi để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem. Và đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Thửa đất số là 880, tờ bản đồ 30, địa chỉ xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 286,2 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 m thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài. Đây, đất của mình là quay về hướng đông nam ha. Mặt tiền đường bê tông này. Ngang 8 sâu 36, hai mặt tiền luôn nha. Để em soi quy hoạch cho anh chị xem. Đây là quy hoạch của mình quý anh chị. Ngang 8 sâu 36 này, hai mặt tiền ha. Thì trên quy hoạch của mình là sau này phía trước lô đất mình có con đường khá là lớn luôn nha quý anh chị. Đi băng ngang qua phía trước đất mình luôn nha. Để cho quý anh chị xem vị trí mình ở đây ha. Và đây là cái vị trí ngay chấm đỏ nha quý anh chị, là vị trí nhà mình nha. Lô đất của mình thì đây là khu dân cư hết này, để cho quý anh chị đi ra chợ có siêu siêu quý anh chị. Đây mình ở đây ra đây là ủy ban Long Tân này, chợ Long Tân rồi nhà thờ đây ha. Và là khu công nghiệp và Đông Inh này, khu công nghiệp Đông Inh đây quý anh chị, công ty đây. Và xuống đây siêu siêu là ngay vòng xoay đất đỏ quý anh chị này. Đây là thị trấn Đất Đỏ, vòng xoay đất đỏ, nhà thờ mẹ Võ Thị Sáu đây ha. Đi qua khỏi thị trấn Đất Đỏ tới biển Phước Hải đây nha quý anh chị. Đi thẳng một đường một ha. Đây lô đất mình đây, ra đây là chợ, ra đây là thị trấn Đất Đỏ và đây là biển Phước Hải. Đấy, thì quý anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này thì bóc liền cho em nha. Thuộc xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.